Một dã là điện thoại. Sao nên cô kíp bếp hả? Vâng, kíp bếp. Có cái này dưới đây gì nè? Dạ, cái nhỏ này là gì vậy? Cổng sông xa lại đấy chị. Đem mở cho. Cổng sạc điện thoại. Không phải, nó nhỏ hơn đâu chị. Cắt gì đúng chưa? Đúng rồi chị ạ. Đúng rồi. Cắt phải hỏi gì không? Như vậy đây. Đây là khi để như này và chị kéo ra thì nó như này. Tại vì nó phải liên quan đến cả phanh tay mình kéo nữa. Đâu có làm được đâu. Ừ, khi nào chị nghỉ tay thì chị mới đặt thôi. Còn mình vừa tì tay vừa lái thì không tì được. Hộp nào cũng vậy, khi mình vừa tì tay vừa lái cũng được. Khi mà mình nghỉ tay thôi, mình để đấy. Cái này là lòng hộp để đồ rộng. Hai màu hả? Màu đen với màu này hả? Màu đen màu này đấy. Màu này thì lắp lên thì nó tương đồng với ghế hơn. Còn màu đen thì sao? Dạ, màu đen kia thì nó theo cụm nhựa thôi. Theo cụm nhựa. Nó lên màu đen thử lên. GPU đấy chứ chị, có phải là ra simili đâu? GPU hả? BU với simili nó khác nhau gì? Khác nhau. Ra simili là cái loại da trải sàn này này, dùng nó sẽ nhanh bong chóc, còn GPU nó giống như dạng da bọc ghế của mình, là nó bền, nó dày, hàng đẹp. Đường nó còn sắp long phần sáu ấy. Này có sắp không? Không, hộp này là gỗ mà chị. Hàng gỗ. Còn cái đằng sau này. Hai cổng sạc điện thoại. Cổng sạc. Mình gấp cổng sạc thành sao? Gấp sao? Có mấy dây cáp này chị sẽ lấy nguồn từ cái cổng USB ở cái tàu kia. Đến cái cổng hộp này là mình sử dụng được một vào ba ra.